Xin mến chào quý vị khán giả và anh chị đã quay trở lại với kênh của Vui Giải Trí. Rất vui được gặp lại và làm quen cùng quý anh chị và các bạn đồng nghiệp trong cái video của mình ngày hôm nay nhé. Cái video hôm nay thì mình sẽ quay cái cảnh giàn khoan đắp hai lát của mình đi làm cho công trình hố móng trụ điện nha các bạn. Về cái giàn khoan hai lát của mình mùa rồi làm xong mùa rồi thì nó cũng có hư lạch cạch chút đỉnh. Tới mùa nay thì sẽ phục hồi lại rồi mới chạy. Dạ thì cũng có cái công việc của công trình độc sức đó, thì kêu mình chạy bây giờ thì cũng chưa tới mùa đó nha các bạn, chưa tới mùa than nữa. Thì mình cứ để vậy rồi mình chạy đỡ vài ngày, rồi khi làm xong cái công trình đó thì mình sẽ đem về và phục hồi lại cho nó ngon lành và chuẩn bị cho mùa sắp tới đó nha các bạn. Thì mấy anh em mình cũng đang di chuyển cái phà đi ra tới chỗ để làm nè. Bây giờ mình xin mời quý vị khán giả và anh chị cùng mấy anh em mình di chuyển phà và trên đường đi thì ngắm cảnh sông nước quê mình cho vui nha. Rồi bây giờ mình chờ nước ở ngoài kia gồng cống mở ra mới đi được nha các bạn. Giờ nước ở ngoài sông thì nó cũng lớn đầy nha các bạn. Rồi mình chờ ở ngoài đó nước gồng đó, rồi cống mở rồi mình mới đi ra luôn nha. Giờ ở đây chờ. Hùa thun cái vỏ lại đó. Thôi thôi. Dính dính cái mũi trong đó luôn đó. Ra đâu? Cả tắt rồi nó mới ra nổi. Mở chưa? Rồi cống bắt đầu mở rồi nha các bạn. Thôi đi. Xô cái mũi ra nha, xô cái mũi ra để nó cài cho nó vậy. Con dây nè. Yeah. Bye. Làm ơn đi. Cống ở vùng trên nhiều người dành đi qua lại quá mà dưới này không có ai dành cho các bạn ơi. Đi thoải mái luôn à. Cái hố này thì ở gần biển nha. Ra ngoài rồi kéo vô đồ gáp rồi còn chạy. Tiếng hơn tiếng nha các bạn.
tới rồi nha các bạn. Gần tới chỗ rồi nha các bạn, chỗ mình chỉ cần làm là nó sát cái cây trụ điện đang dựng rồi đó ha. Nó đằng trước có mấy chiếc thằng đậu đó. Rồi chỗ ở đây là mình nhìn thấy cái cánh quạt gió nha các bạn. Có cái chồng chống của nó đó. Nơi chỗ mình làm thì cũng gần tới cái ngoài máy biển rồi chứ chưa ra ngoài biển nha. Ở ngoài kia thì dưới sạn gáp thêm một cái chống trống nữa rồi các bạn. Mới được có một cây à. Nó cái cần cẩu từ xa ngoài kia là đang dưới sạn gáp thêm một cây nữa đó. Cái này chiều mình có rảnh mình chạy ra ngoài một vòng á, không biết có rảnh không đây. Cái hố mình cái chạm ra làm là nó hố số 1 là nó sát một bên cái chạm điện luôn nha các bạn. Đó tới rồi đó. Chỗ cái gần cẩu đó là tới rồi đó. Đó cái chạm điện nhìn đó. Rồi tới rồi, giờ mình tạm ngưng cái video, cái đầu mình bơi cái phà nha các bạn. Rồi bơi phà không có ở không mà quay được. Cái dàn than của mình thì gáp chạy được một buổi rồi nha các bạn. Nãy giờ thì cái phà của mình thì cũng được cái anh xe cuốc kéo vô giùm, thì mấy anh em mình cũng gáp vô rồi chạy nãy giờ cũng được một chút rồi nha các bạn. Cái lúc mình gáp cái dàn than thì mình cũng bận gáp nữa, gáp thì gáp ở dưới nước. Mình mẩy thì với tay chân thì nó ướt nhẹp rồi nên mình cũng không có quay được khúc gáp nha các bạn. Khi mà gáp rồi thì chạy được một chút rồi mình nhảy rồi mình mẩy nó khô ráo rồi thì mình mới được quay tiếp. Mình vẫn có cầm máy chạy nha các bạn, nhưng tại vì mình lúc mình chạy thì không có người quay nên trong video thì không có thấy mình nha.
mình cũng tranh thủ khi mình không có chạy thì mình lên mình cầm máy mình quay. Thì trong video thì cũng có đoạn thì thiếu, cũng có đoạn thì nó dư, thì anh chị xem cũng thông cảm với mình nha. Dàn dàn khoan hai lát kết hợp với hai chiếc xe cuốc đào hố trụ điện nha các bạn. Tới chưa? Tới chưa? Tới chưa? Chỗ này tới chưa? Dây.
chuyển cái phà được ra tới chỗ và cũng chạy được một chút nha các bạn. Rồi bây giờ thì cũng trời cũng chiều tối rồi. Bây giờ thì mấy anh em mình nghỉ rồi về rồi bắt đầu ngày mai qua làm tiếp. Cái hố này theo mình thấy mình chạy như vậy thì nếu làm nguyên một ngày mai nữa thì chắc có thể gọi nha các bạn. Mai thì cái hố này thì mấy anh em mình chạy gọi không thì xin mời quý vị cùng đón xem cái video sau nha. Rồi cái video này thì cũng của mình cũng xin phép tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị khán giả và anh chị đã xem cái video của mình và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong cái video tiếp theo của mình nữa nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.